Đây là cá hồi sông khói tự tay mình đã làm và chế biến thành phẩm. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Mình sẽ lấy nó ra, mình ăn nó với lại xà lách, cà, rồi cải, xà lách. Ăn với nó thì gồm có bánh mì chiên, bánh mì chiên cứng với lại bơ tỏi. Đây. Nước ngoài á, người ta gọi là crouton. Mình sẽ bỏ cái crouton bánh mì chiên bơ cứng này. Salad. Đây. Mình sẽ bỏ nó vào như thế này. Đấy. Crouton, cà, cải, ăn salad và cá hồi sông khói mình đã làm, và ép chân không đưa vào ngăn đông cũng khoảng 2 tháng trước, 2-3 tháng trước. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình thử nó. Ai muốn ăn da thì cứ ăn, mình không thích ăn da mình bỏ đi. Mình sẽ bẻ cá hồi này nhỏ ra như thế này. Mình ăn cái salad, sau đó mình sẽ chế dầu giấm vô mình ăn.